quái nhỉ. Rõ ràng hôm qua vừa mới đếm là 10 quan. Sao lại thiếu mất 10 hào này? Ông ơi! Ông! Úi dồi ôi, làm cái gì ở trong đấy đi, ra đi tôi bảo đây. Bà cái làm gì mà gọi như là cháy nhà ấy hả? Giật cá mình, ông làm gì đấy? Làm cái gì? Đi đòi nợ làm cái gì? Ngồi lên tôi bảo đây. Này, tiền tôi đâu? Nhìn gì đấy? Bà hỏi tôi à? Thế tôi không hỏi ông, tôi hỏi cái đầu mối à? Ở cái nhà này này, tôi có bao giờ được sờ vào một cái cắt bạc ở đâu mà bà hỏi tôi hả? Tiền là bà quản lý hết, bà lại đi hỏi tôi là thế nào? Này, ông đừng có quanh co nhá. Tôi nói cho ông biết nhé, tối hôm qua rõ ràng tôi ngồi tôi đếm mỏi hết cả tay 10 quan tiền. Bây giờ tôi bỏ ra tôi đếm lại thế nào thì thiếu mất 10 hào. Hả? 10 hào của tôi đâu? Bà không nhớ hôm qua bà đưa cho tôi à? Đưa cái gì? Hôm qua bà đưa cho tôi 10 hào và một cái chày để đi đòi nợ. Bà bảo 10 hào là để mua cơm nắm. Còn cái chày là khi nào khát nước thì vắt ra để mà uống. Bà quên à? Thôi, khổ quá cơ. Cứ toàn kể vớ kể vẩn. Ông nói toàn sặc cái mùi trách móc nhá. Nhá. Trách móc cái ông gì? Ông nói cái kiểu gì ông lại bảo là ý ông là vắt cổ chày ra nước cái gì? Thì đúng quá con gì, tôi vắt cổ chày ra nước thì tôi uống đấy. Này, ông nói bé bé tôi bể thôi nhá. Hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy người ta lại tưởng là tôi đầy đọa ông. Nhưng mà nó là sự thật thì biết làm thế nào. Thế bà nhớ ra chưa? Nhớ ra cái 10 hào ấy chưa? Mà làm sao mà tôi chưa thấy một cái người chồng nào mà lại đi đòi nợ cho vợ mà lại đòi tiền lệ phí đi đòi nợ. Ôi trời ơi. Chấn đời ai oán. Thế bà xem đi đòi nợ khắp cái làng này phải mất từ sáng đến tối mới về nhá. Thế ăn ở đâu? Uống ở đâu? Thế bây giờ ông muốn gì? Muốn cái gì? Ông muốn ôn kèo kể khổ đúng không? Hả? Tiền tôi đâu? Tiền gì? Tiền đi đòi nợ đây. Ôi giời ơi, nhà nào nó cũng bảo là ông mới cho con vay 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày cũng đã đòi 10. Thế thì có bây giờ cắt cổ bố còn chả có. Này, nó khất hết rồi. Thế thì bảo nó từ giờ trở đi đừng có vay nhá. Đừng có đến đấy mà vay nữa. Mà hay là ông cứ nhờn nhã với chúng nó đâm ra là nó không giả đấy. Để tôi đến tôi đòi. Này, thế bà có biết cái nhà này giàu lên là nhờ cái gì không? Nhờ cái gì? Nhờ tiết kiệm của hàng xóm này đấy nhá. Ôi trời, tôi cho người ta vay 1, người ta tiết kiệm người trả lại cho tôi 10 nó mới giàu lên được đấy nhá. Này, tôi nói cho ông biết nhá, các cụ dạy rồi nhá, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Không có gái này vun vén thì có mà cái khối tiền ra đấy, có mà tiền của nó chạy ra ngoài đường ngoài chợ rồi. Nhìn này, ăn dè hà tiện mà chỗ nào nó cũng phì ra cái kia kìa. Ăn dè quá, con gà nó cứ làm cả con nếu mà dè. Kệ tôi, cái số tôi nó phải thế. Thôi, bà đi vào, tôi nghỉ ngơi một tí đi. Đi vào. Ôi, tôi mệt quá, tôi nói thật với ông. Như suốt ngày ngồi đếm tiền đây, tôi mệt mỏi lắm, tôi căng thẳng lắm, tôi nói thật. Thôi đi vào đi. Đêm hôm qua ngồi đếm tiền coi như là mỏi hết cả tay. Ôi, tay với chân nó mỏi dư, mỏi dẫn ra thế này này. Mà ông nhìn tay tôi này, này. Khổ thế cơ chứ lệ, đúng là số tôi khổ. Không còn cái vân tay nào. Ông ơi ông. Cái gì? Có cô Liễu sang tìm ông ạ. Liễu nào? Liễu con nhà bà Đào với ông ạ. Đào nào? Đào mà chồng tên là Tỏi không? Đào Tỏi. Dạ. Ông chồng tên Tỏi toi rồi nhá. Còn mỗi hai mẹ con sang lại vay tiền đi. Từ khi thằng bố nó mất đi, nhà đấy nó nghèo kiết xác đi nhá. Mặt vận. Mày ra mày bảo là tao không có nhà. Đuổi nó về. Đuổi về. Cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Ai về? Hả? Vớ vả vớ vẩn. Sao lại bảo người ta về? Mày ra bảo. À không. Mày ra mời cô Liễu vào đây nói chuyện với ông bà nhá. Đi ra đi. Vâng ạ. Bà Hâm à? Cái gì? Bà hôm nay bị ấm đầu à? Hả? Ông không hiểu cái gì cả.
Ông mà bảo nó ra đuổi con liễu về nhá, rồi hàng xóm láng giềng người ta biết người ta cười cho vào mặt đi. Tôi có bảo đuổi không? Tôi bảo là tôi không có nhà cơ mà. Thế ông trật tự đi. Tôi có cách. Chào cô chú. Cô Liễu đi à? Đi vào đây. Ngồi đi. Ngồi đi. Này. Sao đây? Đậu ngay ở đây. Này, cô Liễu ngồi chơi, uống nước nhá. Ra nước đây. À thế cô Liễu này, sức khỏe bà bên đấy thế nào? Có khỏe không? Mẹ cháu dạo này nhiều bệnh lắm ạ. Thế à? Ôi khổ thế con Sư Lệ. Chắc là nhớ ông đấy nhờ. Đấy, ông đi trước thành ra là bà nhớ ông. Thế rồi là cứ mòn mỏi mong chờ thành ra là lâm bệnh đấy. Khổ lắm. Mà cô ơi, giờ nhà có mình cô là cô phải chịu khó chăm sóc sức khỏe cho bà nhá. Không là ngày trước ấy mà còn trẻ ấy là cũng vất vả lắm, thiệt thòi cho bà. Ông thì đi trước rồi nhờ. Giờ còn một mình cô là cô phải chăm sóc sức khỏe cho bà. Đấy, tôi cũng bảo với chồng tôi ấy là thi thoảng phải qua lại chăm sóc sức khỏe bà, hỏi han tình hình xem thế nào. Đấy. Nhưng mà nói thật với cô, nhà tôi năm nay làm ăn chán lắm. Người ta vay nợ rồi mà người ta không trả. Bây giờ vỡ nợ rồi kìa. Hả? Cái gì? Mồm. Đúng rồi. Nhìn như nhà thế này thôi chứ chả có cái gì đâu, quăng rồi đục 7 ngày chả sinh. Ôi ơi, chả biết có sống qua nổi cái dịp Tết này không. Cô chú cũng bảo nhau là thỉnh thoảng phải sang thăm mẹ cháu để nhớ cái ơn ngày xưa là bố mẹ cháu lúc cô chú khó khăn là giúp đỡ. Rồi ôi, đi đâu đấy? Về là về thế nào? Vớ vả vớ vẩn. Tôi với ông đã thống nhất ở nhà rồi. Sang đây cái chuyện vay mượn ấy phải để đến ông hay để đến bà nói bây giờ. Nhưng mà tôi ngại lắm. Ngại cái gì hả? Thế ông thua hay là tôi thua? Tôi thua. Thế giờ cái lúc thua là không ngại đi. Thế cái lúc thắng đưa tiền về sao bà không nói đi? Đưa bao giờ hả? Đưa về được mấy đồng? Mấy vớ đồng? Bà vớ vẩn thôi. Tôi nói cho ông biết nhá, các cụ dạy rồi, cờ bạc là bác thằng bần. Thế mà tôi nói ông thì ông không nghe đâu. Hả? Bác gì? Bác là họ hàng mới là bác nhá. Nếu mà đã bác ấy, thì đã phù hộ cho tôi thắng. Đây có mà là người ngoài bác thằng bẩn. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá, ông có vào vay không? Hả? Tết nhất đến nơi rồi, hạt gạo chả còn, con thì chả còn lấy ra máu mới. Khổ quá. Nhưng mà tôi vay nhiều rồi cho nên tôi ngượng. Ngượng cái gì? À? Cái mặt ông mà biết ngượng à? Ừ. Ở cái làng này ông còn chưa vay ai không? Bạn bè cái mồm thôi. Tôi là tôi vay bác gái 3 lần rồi. Nhưng đã trả được lần nào đâu. Cho nên bây giờ bà vay chứ tôi vay nữa thì ngượng chết. Thôi ông đừng có lần nữa đi. Thôi bây giờ thống nhất này. Cả tôi với ông cùng bảo. Cúi mặt. Vợ chồng nhà bác tất đấy ạ? À? Cô ạ. Các bác sang có chuyện gì không ạ? Cô... ông bà có nhà không ạ? Con thì đi chợ rồi, và thầy con thì ở trong nhà đấy ạ. Thế cho tôi gặp ông một tí ạ. Thế để con gọi thầy con nhé. Ai đây? Có việc gì đấy hả con? Thầy ơi, vợ chồng nhà bác Tuất đến chơi ạ. Dạ. Ông ạ. Ông chào ông bà. Dạ. Mời cô chú vào nhà uống nước. Dạ. Thế có chuyện gì cô chú cứ nói đi. Dạ ông ơi, chả là thế này ạ. Nhà con hôm qua đi làm thuê ở trên tỉnh, có được tí tiền đi về làm rơi hết rồi. Mà Tết nhất đến nơi rồi nhà cũng còn hạt gạo nào ông ạ. Chỉ thương cái lũ trẻ con, áo sống chả có. Vợ chồng con bảo sang mày sẽ tạm ông bà ít tiền để lo cái Tết ạ. Rõ khổ. Thế thôi, mời cô chú đi vào đây. Dạ. Dạ. Mời cô chú ạ. Dạ. Nhưng mà cái đợt này là chú cho vay rất là nhiều. Thế rồi là
người ta thì cũng làm ăn thua lỗ các thứ rồi, người ta không trả cho chú, trong khi cái tiền đó thì chú lại phải đi vay để cho người ta vay. Thì bây giờ người ta đến người ta đòi cô chú là cô chú có khi đợt này là phải bán cái nhà này để trả cho nợ cho người ta đấy. Cho... thế cô chú. Ừ. Vậy cô chú cố gắng vượt qua cái chuyện này ạ. Vâng. Hôm nay cháu sang đây là cũng có việc. Này này này, mình xem còn vài cái hào lẻ đi. Thì còn đồng nào thì cho cô mấy hào thì cô về cô thuốc thang cho mẹ đi. Ôi ôi đây, khổ lắm cơ. Ông mới nói tôi mới nhớ ra. Hôm qua vét sạch cả túi còn được 10 hào. Đúng là chó cắn áo rách. Cái thằng khốn nạn nào nó đột nhập vào trong nhà nó ăn trộm hết cả rồi, cha không biết xu nào. Ôi trời ơi. Ôi trời, chả biết có sống qua nổi cái Tết này không. Thế là cô chú, cô chú cố gắng vượt qua mọi chuyện ạ. Nếu mà vậy thì thôi, cháu cũng xin phép cháu về ạ. Vâng. Thế cháu về nhá. Cô Liễu về nhá. Vâng. Cháu chào cô chú ạ. Đi cẩn thận nhá. Này, cô Liễu, thông cảm cho vợ chồng tôi nhá. Nhiều lúc cũng muốn lắm đấy, nhưng mà chả biết làm thế nào cả. Vâng cô Liễu. Anh Nô, có chuyện gì thế ạ? Cô cầm lấy này. Cái gì đấy ạ? Tiền công của tôi đấy. Tiền công của anh thì anh phải cầm chứ ạ? Sao lại đưa cho tôi? Cô cứ cầm lấy đi. Tại vì tôi cũng chả tiêu gì đến tiền đâu. Tết nhất tôi cũng chỉ cần cặp bánh chưng. Mà bánh chưng thì ông bà lại cho tôi rồi. Dạ thôi, tôi không dám đâu ạ. Tôi bảo cầm thì cô cứ cầm đi. Cô cầm tiền về mà lo cho bà đi nhá. Thôi, tôi phải vào đây. Ông bà gọi rồi, nhá, về đi. Cảm ơn anh. Thế là có tiền để mua thuốc cho mẹ rồi. Có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Tiền của tôi, tiền chữa bệnh của mẹ tôi. Làm thế nào bây giờ? Tiền của tôi. Làm thế nào bây giờ mẹ ơi? Hào Hào. Dạ. Dạo cái chân lên trời tối như thế này. Ôi dồi, khổ quá. Mà ông ơi. Ông. Cái gì? Đường quang ông không đi. Mà ông ấy cứ nhằm bụi rậm rồi ông đi, xong ông lại bảo nó nhanh lên là thế nào? Đi cái đường này nó nhanh hơn. Nhanh lên về nhà tối trời đấy. Ông ăn ông có sức ông đi nhanh được. Chứ con thì đói lả cả người ra theo hầu ông thì mà ông cứ bắt con đi nhanh thì làm sao mà con đi nhanh được. Cỗ, làng nó có lệ rồi. Chẳng lẽ mày vào ngồi ăn cùng mâm với ông, thế là mang tay mang tiếng. Con đâu dám ngồi ăn cùng với ông. Thế nhưng mà ông ăn thì ông cũng phải thương đến kẻ hầu người hạ, kẻ ăn người ở. Ít ra thì ông cũng phải chim chim cho con một tí xôi thế này chứ. Đằng này ông chả bao giờ ông để ý đến con gì cả. Đói dã cả họng. Ai đi ăn cỗ để lấy phần thì người ta nhìn vào, người ta cười chết. Thôi được rồi, tối về nhà ông cho bù. Bù, lần nào ông cũng bảo bù. Này, này, ai ngồi khóc kìa. Ô, sao lại có người con gái ngồi khóc bên sông ông nhỉ? Mà ông ơi. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi ông ạ. Cô này là cô Liễu. À, đúng rồi. Đúng rồi, cô Liễu làng ta đây mà. Đúng rồi. Sao lại ngồi đây khóc ông nhỉ? Lại gần xem sự thể thế nào. Vâng. Ông, cái gì? Ông bảo ông cứ bình tĩnh,
Ông thử luận mà xem, bỗng dưng lại có người con gái đẹp như cô Liễu đây mà lại ngồi khóc bên sông. Chắc hẳn là nó phải, nó có cái hoàn cảnh ông ạ. Đương nhiên là có hoàn cảnh rồi. Thế nhưng mà hoàn cảnh gì hả ông? Theo con luận ý, thì cái hoàn cảnh này nó sẽ rơi vào: một là bị cướp, hai là bị hãm. Theo ông thì ở hoàn cảnh nào hả ông? Ai mà biết được, phải hỏi mới biết đi. Thôi, tao hỏi chưa? Ông hỏi hay con hỏi? Tao hỏi. Vâng. Cô Liễu à, sao lại ngồi khóc ở đây? Con chào ông Tránh ạ. Con vừa bị mất tiền. Mất tiền à? Vâng. Thế cô có phải là cô bị cướp không? Bị cướp ở đâu? Ở cái làng này mà lại có cướp à? Hả? Cô nói xem nào. Dạ không ạ. Con không bị cướp ạ. Ôi giời, ông thấy chưa? Không phải bị cướp, chứng tỏ là ở hoàn cảnh hai là bị hãm rồi, thế mới ngồi khóc ở đây, có đúng không cô? Hả? Dạ không ạ. Là con sơ ý đánh rơi xuống sông ạ. Rơi xuống sông à? Thế con... có nhiều không? Đấy là tiền mua thuốc của mẹ con mà con vay mãi mới được. Ôi giời ơi, rơi thì phải rơi ở trên đất này thì mới tìm được chứ, mà lại vô ý thế nào mà lại rơi xuống sông thì làm sao mà tìm hả ông? Ở đây ông để con, ông cầm ấy. Xuống đây. Ôi giời ông ơi. Sao? Ôi giời ông ơi, ở đây nó không bình thường đâu ông ạ. Đây nó là cái vực, mà cái vực này làng mình đồn là ở đây có hà bà hám ạ. Nhiều người xuống đây là bỏ xác ở đây lắm rồi. Con thì chỉ có bơi được ở ao thôi, chứ còn ra đây là nó rộng lớn, con không bơi được. Mà ông bảo con nhảy xuống, có khi ngày hôm nay con nhảy xuống cũng là ngày cuối cùng con gặp ông đâu ạ. Thôi ông ơi, ông tha cho con. Làm gì có hà bá. Dạ? Mà mày bơi giỏi lắm, mày lại sợ xuống sông à? Ôi thôi ông ơi, con không dám đâu ông ạ, sâu lắm. Cô Liễu ơi, vực sâu như thế này thì chấp nhận mất đi cô ạ. Thế này thì mẹ con ở nhà không có tiền mua thuốc rồi ạ. Tiền này con vay mãi mới được. Có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Tiền của tôi, tiền chữa bệnh của mẹ tôi, làm thế nào bây giờ? Tiền của tôi. Làm thế nào bây giờ mẹ ơi? Thôi, không phải khóc. Lỗi là chỉ tại cái hòn đá này đúng không? Vâng ạ. Hầu. Dạ. Vác hòn đá này về cho ông. Vác về làm gì hả ông? Để ông bắt vạ. Ông bắt vạ hòn đá à? Ừ. Sao lại lạ thế? Hòn đá nó có tội gì mà ông lại bắt vạ nó? Vác hòn đá lạ. Về rồi sẽ quen nhé. Rồi ông sẽ bắt vạ cho mày xem. Liệu đi theo ông? Dạ. Ui dồi, vác hòn đá lạ. Hòn này một tạ. Vác rồi ông quên. Ôi dồi ôi. Mày chạy đi đâu? Ông làm gì con đấy? Sao tự nhiên ông lại ôm con? Ôi giỏi. Thế vợ mày đâu? Thì vợ con nó ở nhà. Tao tưởng là con vợ mày. Thế thì ông hỏi vợ con làm gì? Thì
Thì tao tưởng là vợ mày cho nên tao phải túm với nó để cho nó khỏi chạy vì nó nợ tiền tao mà nó không trả. Mày huyết cái đầu nợ mà. Tiền tao. Vợ con nó về nó bảo là ông còn nợ tiền nước chưa trả ấy. Bố lão. Mặt tao phải đi nợ tiền nước của vợ chồng mày hả? Thì con thấy vợ con bảo thế mà nhỉ. Thế nó không trừ vào cái khoản trước mà nó đi nó lại khoản nào ạ? Hôm trước là tao ăn của vợ mày mấy quả trứng thừa tiền nó chưa trả lại tao, thế nó không trừ vào cái khoản đấy à? Trừ đâu mà trừ, con còn thấy vợ con bảo là ông ấy còn nợ tiền đấy. Bơ vẩn, cái con này lạ thật, cái khoản nào nó ra khoản đấy, lại không trừ là thế nào nhỉ? Trừ gì ạ? Rót bát nước đi, hóng hớt. Đây nha ông nhá, ông uống trong bát này là ông phải nhớ trả tiền cho vợ chồng con ấy. Ông Thuận ơi! Ui giời ơi! Khổ quá ông, ơi. Mà trở lệ tôi đi đâu? Ông có sao không? Ở đây. Hả? Cái bà này làm bỏng cả mồm tôi rồi. Cái gì? Gọi cái gì mà gọi to đấy? Gọi thì to chứ còn gì nữa. Thế bảo là đi đòi nợ đòi nần và ngồi chết dí ở đây hả? Ôi giời ơi, thế cái bà thấy tôi đi từ sáng à? Bây giờ mệt thì phải ngồi đây để uống ấp nước chứ hả? Mệt bỏng hết cả mồm tôi rồi này. Uống có mỗi tí nước mà kêu bỏng. Bà hét to quá thì nó đổ cả vào miệng chứ sao? Này đừng có mà thánh ăn vạ nhá, vơ vẩn. Này thế đi đòi nợ tiền đâu hả? Hả cái... tiền đâu? Khổ quá. Khổ quá. Đòi rồi. Nhưng mà chúng nó bảo là gần Tết mà năm nay mất mùa. Cho nên là chúng nó chả có đứa nào trả cả. Mất mùa hả? Ôi dồi, bài. Đứa nào không giả? Đứa nào không giả ông bảo tôi nhá, để tôi đến tôi đốt nhà nó luôn đây này. Đứa nào? Tất cả nó đều không có. Tất cả là đứa nào? Ôi trời ơi, đi đòi nợ từ sáng đến giờ mà không được cái đồng nào. Này, hay là ông đòi được xong rồi ông giấu đi ông mang cho gái ấy. Đúng không? Bà tôi thề với bà là tôi không dám làm cái việc đấy ai. Đường hoàng với tôi. Này ông đừng có vớ vẩn nhá. Tôi lạ gì cái tính ông. Ông đường hoàng lắm nhá. Nhá. Ông đừng có để tôi điên lên chết với tôi đấy nhá. Nghe chưa? Khổ quá, không có thề, không có. Vớ bà vớ vẩn. Mày nhìn cái gì? Con thấy là mình không nên nóng thế bà. Chắc là ông cũng đã đòi rồi nhưng mà chưa đòi được. Đi rồi. Mà thôi ông ạ. Ông cũng nên đi lại lần nữa đi. Đi đòi nhanh lên xong mà về tối mà lên đình xem bắt vạ. Hả? Bắt vạ? Vâng. Có vạ. Thế à? Cụ Tránh đang cho bắt vạ hòn đá. Cái gì? Bắt vạ hòn đá? Vâng. Mày điên. Mày thần kinh rồi, hơi chập chèng à? Mày lang kèm. Vớ bà vớ mày bà. Này tao nói cho mày biết nhá. Mày hâm hấp giờ hơi nó vừa thôi nhá. Từ điện trước đến giờ tôi là trần đời ai oán tao chưa thấy ai bắt vạ hòn đá bao giờ nhá. Con bắt vạ hòn đá thế nào? Bắt vạ hòn đá về. Đòi nó cái gì? Bắt vạ hòn đá về làm gì? Kê bếp à? Thế nên bắt vạ để bắt vạ đá. Ôi giời. Con có làm cái gì đâu mà tự nhiên ông bà cứ mắng con thế. Con thấy thằng Mõ nó đi giao như thế thì con biết thế. Bắt vạ hòn đá thật mà nị. Thật á? Hả? Thằng Mõ nó giao thật à? Vâng. Thế à? Ừ thì cứ cho rằng là bắt vạ hòn đá đi. Thế nhưng mà bắt vạ hòn đá xong về để đá đấy nhỉ? Không có gì nữa. Ôi dồi ôi, chả ai đi bắt vạ hòn đá bao giờ nhỉ? Mày nói thế nào? Làm sao mà con biết được? Con thấy thằng Mõ nó giao rất rõ ràng. Mà ông bà biết rồi đấy. Thằng Mõ nó phải được cụ Tránh giao cho nó đi giao như thế thì nó mới dám giao, đúng không ạ? Thằng nhiều giao quá nhỉ? Thằng Mõ ấy, mà nó nói là đúng ấy. Ông bà đúng. Có khi nhá, đây là một cái vụ án đặc biệt. Cho nên mới xử hòn đá nó có cái nguyên nhân sâu xa của nó. Có khi món to. Có thật không? Đây này. Anh Hầu nhà ông Tránh kìa. Anh Hầu ơi. Hầu. Em nhờ gì? Bà đến bà nào. Hầu thế thằng Hầu. Này. Bà gọi ai là Hầu? Cái thằng này. Bà gọi mày chứ gọi ai? Thằng này là Hầu cụ Tránh nhá. Chứ Hầu gì nhờ ông bà Hầu. Này, thằng bố láo. Mày chỉ là cái thằng đánh xe của nhà cụ Tránh thôi mà. Bố láo. Này, người ta sợ là sợ cụ Tránh nhá. Chứ không ai sợ cái thằng đánh xe nhá. Này mà bà bảo cho mày biết nhá.
mày hầu ai thì mày cũng là thằng hầu nhá. Đúng. Thế mà gọi hầu ơi, mày còn lắm chuyện. Lắm chuyện. Mày còn vảnh mỏ lên mày cãi nà. Không phải việc của ông nhá. Ô. Thôi được rồi. Cứ chỉ thằng hầu này đi. Cứ coi thằng hầu này đi nhá. Rồi đến lúc ấy đừng có cậy thằng hầu này nhá. Sao cái thằng này mày hôm nay mày bị bỏ đói sao mày cứ học lên đi nhở? Thôi được rồi, ngồi xuống. Này này này, đây bà cho. Học đi, học. Cái gì? Bà cầm về. Đây ăn cơm nhà cụ Tránh no rồi, không bị bỏ đói đâu mà phải hốc. Ôi tôi không cầm gì, không cầm gì thôi. Này, thế bà hỏi đây. Thì cái vụ mà bắt tạm hòn đá có phải thế không? À? Có thật không? Có thật không? Thật không? Thật chứ phải không? Sao lại không thật? Đấy. Thế bà nghĩ cụ Tránh là cái gì? Hả? Cụ Tránh là người có cước có sắc ở trong cái làng này. Không lẽ lại cụ lại mang cái chuyện lên ra đùa hả? Đúng. Này, nói cho ông bà biết nhá. Cụ Tránh ý là đang sửa soạn sắp xếp để tối xử đấy. Tối xử hả? Ừ. Ôi thế nhưng mà buồn cười nhỉ? Mà lại lạ thật đấy nhỉ? Sao mà lại bị xử hòn đá là thế nào nhỉ? Cái xử hòn đá là xử cái gì? Cái hòn đá nó làm cái gì mà lại xử? Nhỉ? Lạ nhỉ? Lạ thật. Ừ. Lạ mà. Ừ, thật lạ ấy. Thôi. Ông bà cứ ngồi đấy mà lạ hay quen nhá. Ừ. Để con bây giờ là con phải đi mời khách nhá. Thế à? Mình mời thì đưa đây. Ôi, cầm khư khư cái tay. Ôi, cái thằng này. Đây, bát nữ bà nhớ tính tiền cái bánh cho con nhá. Mà con đã bảo rồi bà không tin kìa. Sao lại xử vạ hòn đá? À. Lạ nhỉ? Lạ thật đấy. Lạ mà. Xử vạ hòn đá. Ừ. Ồ hay cái bà này. Sao thì các bà cứ lạch bà lạch bạch mãi mà không đi được đến nơi là thế nào? Chậm chứ bà. Đến nơi á người ta xử xong lâu rồi. Đã xử đâu mà ông cứ cuồng cả lên đấy. Nào dẹp. Ôi trời ơi, cái này đấy hả? Ôi cái lão. Ôi giời ơi, cái lão tứ này. Trợ cho họp kẻ cắp đã đến rồi. Thế còn ông bà thì sao? Tuần chay nào cũng có nước mắt. Thế làm sao? Hả? Liên quan gì đến nhà ông? Này. Cái gì? Có phải họ xử bắt vạ hòn đá không? Tội như ông biết làm sao được mà hỏi. Nào. Cái gì ấy? Nào, xử chứ không phải sán, sán. Ai sán? Làm như báu lắm. Vớ vào vật. Chào ông. Ông Tuất với ông Tứ đã xử chưa? Không biết. Hỏi nhiều thế. Đến xem thì xem được cứ hỏi nhiều. Cái gì mà Mỹ ngoài cổng ấy đấy hả? Hả? Ai ở miên đấy? Hầu đấy rồi, cho bà vào nhé. Hầu chơi cái gì? Hầu cái gì? Cái thằng đấy. Này, không phải hầu, mà thằng đánh xe. Ôi giời ơi, đánh xe cái gì? Sáng mày hốc của bà cái bánh rồi, bây giờ cho bà vào. Này. Cái gì ấy? Muốn vào phải không? Cái gì? Tiền. Tiền gì? Này, tao ngần này tuổi nhá. Chưa bao giờ tao đi xem xử mà phải mất tiền nhá. Nghe không mày? Này. Để con nói cho ông bà biết nhá. Cụ Tránh là mở cái phiên xử phạt vạ hòn đá. Có lạ không? Lạ. Có muốn quen không? Muốn. Muốn quen ý thì phải mất tiền. Đúng rồi. 10 hào một người, có vào không? Hả? Mày giết người. Giết người. Không vào thì lùi ra cho người khác vào nhé. Ai có tiền thì vào. Nào có tiền. Vào không? Đấy, tiền đấy. Cái gì chứ nhà này thì tiền thì không thiếu. Dạ. Đây tiền đây. Thì ông tặng mày thêm 1 hào nữa. Ôi trời dạ. Tặng thêm 1 hào nữa. Dạ đội ơn ông, con mời ông vào. Vào. Thế vợ ông Tuất có vào không? Tôi trả tiền cho này. Khỉ ấn. Tôi vào. Dạ. Mình. Hào. Hả? Trả tiền cho nó. Cho nó thêm 2 hào. Này. Hào. Gì? Yeah. Mày chê bà không có tiền đúng không? Hả? Con đâu dám. Đây nhá. Bà giả mày này 2 người này. À. Dạ. Bà cho mày thêm 2 hào này. Ừ rồi. Dạ. Bơm. Dạ. Con mời bà vào. Dạ. Con mời ông vào à. Nào, ơi sao bảo là Thu có 2 hào một người mà bây giờ lấy 10 hào là như nào?
bọn này khác. Còn bà con thì cứ hai hào một người hai hào. Đấy. Thế thế đây. Đây. Vào 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 nhé. Em vào đây. Em hai hào một người hai hào. Một người hai hào một người. Ôi trời ơi. Hòn đá kia. Tội của ngươi to lắm. Mẹ người ta ốm đâu, vay được ít tiền, ngươi lại chặn đường làm cô liễu côi ma. Lương tâm của ngươi để đâu hả? Lính dạ. Đánh nó xong. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đánh con đá là thế nào nhỉ? Đánh thế thì có bao đánh mạnh lên. Dạ bẩm ông ơi, ông đánh hòn đá nó vừa thôi, đánh quá nó ngất ra đấy, nó lại không nói thêm được điều gì ạ. Mày nói phải. Thôi, hòn đá kia, ngươi có nhận tội không? Có nhận tội không? Có nhận tội không hả? Sao cứ chờ ra thế? Được rồi. Dạ thưa ông, nó nhận tội rồi ông ạ. Nó nhận rồi dạ hả? Vâng ạ. Nhận tội là tốt, ông sẽ khoan hồng xử nhẹ tay cho. Nếu như ngươi đã nhận tội, ông bắt ngươi phải đền cho nhà cô Liễu 50 quan. Ngươi có phục không? Dạ thưa ông ạ, cho con nói vài lời ạ. Nói. Dạ bẩm ông là cái hòn đá này nó vô tri vô giác, nó có biết gì đâu mà bây giờ đem nó ra xử vạ. Con xin có vài lời ạ. Nói luôn. Thưa ông là cái hòn đá này thì nó lấy đâu ra 50 hào để mà nó trả cho nhà chị Liễu nhỉ? Vâng, đúng rồi. Bán nó đi chứ chắc đã được hào nào. Đúng rồi. Nó là vật vô tri vô giác. Vâng. Nhưng mà nó cũng có trách nhiệm đấy. Nó có tiền để đền đấy. Tiền đâu? Tiền. Tiền lấy từ các ngươi đến xem xử hòn đá. Thế là thế nào hả? Thế nào? Tôi hỏi tất cả mọi người ngồi ở đây, những ai đã từng chịu ơn nhà cô Liễu? Ông Tứ, ông Tuất, dạ. Ông còn nhớ không? Rồi ôi, đi đâu đấy? Về là về thế nào? Vớ vả vớ vẩn. Tôi với ông đã thống nhất ở nhà rồi, sang đây cái chuyện vay mượn phải để đến ông hay để đến bà nói bao giờ. Nhưng mà tôi ngại lắm. Ngại cái gì hả? Thế ông thua hay là tôi thua? Tôi thua. Thế giờ cái lúc thua là không ngại đi. Thế cái lúc thắng đưa tiền về sao bà không nói đi? Đưa bao giờ? Hả? Đưa về được mấy đồng? Mấy vớ đồng? Vớ vả vớ vẩn thôi. Tôi nói cho ông biết nhá, các cụ dạy rồi, cờ bạc là bác thằng bần. Thế mà tôi nói ông có nghe đâu. Hả? Bác gì? Bác là họ hàng mới là bác nhá. Nếu mà đã bác ấy, thì đã phù hộ cho tôi thắng. Đây có mà là người ngoài, bác thằng bần. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá, ông có vào vay không hả? Tết nhất đến nơi rồi, hát gạo trả con thì chả có lấy ra máu mới. Khổ quá, nhưng mà tôi vay nhiều rồi cho nên tôi ngượng. Ngượng cái gì à? Cái mặt ông mà biết ngượng à? Ở cái làng này ông còn chưa vay ai không? Bạn bè cái mồm thôi. Tôi là tôi vay bác gái 3 lần rồi nhưng đã trả được lần nào đâu, cho nên bây giờ bà vào bà vay chứ tôi vay nữa thì ngượng chết. Thôi ông đừng có lần nữa đi. Thôi bây giờ thống nhất này, cả tôi với ông cùng vào. Cúi mặt. Vợ chồng nhà bác Tuất đấy ạ? Cô ạ. Các bác sang có chuyện gì không ạ? Cô ông bà có nhà không ạ? Con thì đi chợ rồi, còn thầy con thì ở trong nhà đấy ạ. Thế cho tôi gặp ông một tí ạ. Vâng, thế để con gọi thầy con nhé.
Ai đây? Có việc gì đấy hả con? Thầy ơi, vợ chồng nhà bác Tuất đến chơi ạ. Dạ. Ồ. Ông à. Ông... Chào ông bà. Dạ. Mời cô chú vào nhà uống nước. Dạ dạ dạ. Thế có chuyện gì cô chú cứ nói đi. Dạ. Dạ ông ơi, chả là thế này ạ. Nhà con hôm qua đi làm thuê ở trên tỉnh, có được tí tiền đi về làm rơi hết rồi. Tết nhất đến nơi rồi, nhà cũng còn hạt gạo nào không ạ. Chỉ thương cái lũ trẻ con, áo sống chả có. Vợ chồng con bảo sang mai sẽ tạm ông bà ít tiền để lo cái Tết ạ. Rõ khổ. Thế thôi, mời cô chú đi vào đây. Dạ. Dạ. Mời cô chú ạ. Dạ. Đấy, những cái lúc hoạn nạn thì người ta giang tay kêu mang giúp đỡ. Đến bây giờ người ta gặp nạn thì mình thở ơ. Tôi hỏi các người, lương tâm các người để đâu hả? Đấy, một cái vật vô tri vô giác mà mọi người còn bỏ tiền để đến xem. Ê, chào ông. Ê, chào ông. Ông Tuất với ông Tứ đã xử chưa? Không biết, biết. Ngờ hỏi nhiều thế. Đến xem thì xem được, cứ hỏi nhiều. Cái gì mà Mỹ ngoài cổng ấy đấy hả? Hả? Ai là Mỹ đấy? Không đấy thôi. Cho bà vào nhé. Không chứ, cái gì? Không chứ. Không có gì. Thằng này. Này. Không phải không. Mà thằng đánh xe. Ôi giời ơi, đánh xe cái gì? Sáng mày ông của bà cái bánh rồi, bây giờ cho bà vào. Này. Cái gì ấy? Muốn vào phải không? Ờ. Cái gì? Tiền. Tiền gì, tiền, tiền gì? Này, tao, tao ngần này tuổi nhá. Chưa bao giờ tao đi xem xử mà phải mất tiền nhá. Nhá, mày. Này, để con nói cho ông bà biết nhá. Ờ. Cụ Chánh là mở cái phiên xử phạt vạ hòn đá. Có lạ không? Lạ. Có muốn quen không? Muốn. Muốn quen ý, thì phải mất tiền. Đúng rồi. Mười hào một người, có vào không? Hả? Mày giết người. Giết người à? Không vào thì không vào thì lùi ra cho người khác vào nhé. Ai có tiền thì vào nào. Có tiền. Vào không đấy, tiền đấy. Cái gì chứ, nhà này thì tiền thì không thiếu. Dạ. Đây tiền đây. Nhớ ông tặng mày thêm một hào nữa. Ôi trời, dạ. Tặng thêm một hào nữa. Dạ đội ơn ông, con mời ông vào. Vào. Thế vợ ông Tuất có vào không? Tôi trả tiền cho này. Khuyết. Tôi vào. Dạ dạ. Mình hào hả? Trả tiền cho nó, cho nó thêm hai hào. Này, hào. Gì? Yeah. Mày chê bà không có tiền đúng không? Hả? Con đâu dám. Đây nhá, bà giả mày này hai người này. À, dạ. Bà cho mày thêm hai hào này. Ôi rồi. Bơm. Dạ, con mời bà vào. Dạ, con mời ông vào à. Mà cái người đã từng kêu mang giúp đỡ mình gặp hoạn nạn thì các người thở. Lương tâm các người để đâu hả? Các người còn nhớ ơn người ta không? Dạ, dạ. Chúng con hiểu rồi ạ. Chúng con xin lỗi ông ạ. À. Người cần được xin lỗi là gia đình nhà cô Liễu. Qua cái việc này, ta muốn nhắc nhở bà con, truyền thống của người Việt là lá lành đùm lá rách, yêu thương chia sẻ cùng nhau. Bà con nhớ chưa? Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Hầu. Dạ. Đèn cho cô Liễu 50 quan. Dạ. Dạ, con đội ơn ông. Con đội ơn ông ạ. Con đội ơn ông. Chuyện kết thúc ở đây. Mọi người, ai về nhà đấy? Dạ. Con chào ông ạ. Ôi mình ơi, ôi mình ơi, ôi mình ơi.
Mình ơi, mình về thôi. Anh định chém chúng tôi à? Tôi có làm gì đâu. Anh về đi, tôi không về đâu, tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Mình về nhà với tôi đi. Tôi không về đâu, anh về đi, tôi muốn ở đây một mình cơ. Thôi mình ơi, lần này nhá, tôi là hứa nhá, là lần này tôi sẽ khôn nhá. Các cụ bảo rồi, đi một ngày đàng là học được một cái sàng khôn đấy. Anh có học 100.000 cái khôn cũng không khôn lên được đâu. Anh đừng có bắt tôi về sống với anh nữa. Thôi mà, lần này nhá, nhất định là tôi sẽ khôn. Xong mình đợi tôi mình nhá. Thì hứa, bao giờ anh khôn thì tôi về. Mà chắc là kiếp sau ấy nhở. Sao lại là kiếp sau? Mình ơi, mình đợi tôi nhá. Tôi sẽ khôn, xong rồi gia đình nhà mình sẽ là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình đại khôn, đại đại khôn mình nhá. Một kẻ ngốc như anh ấy thì không bao giờ khôn lên được đâu. Người ta bảo tôi như bông hoa nhài cắm bãi ấy trâu ấy. Tôi thì tiếc cho cuộc đời của tôi phải cắm vào anh. Này, này nhá, tôi biết thừa nhá. Mình định nói là cái bay phân trâu chứ gì. Tôi hơi bị khôn đấy. Thôi mà, mình về đi. Lần này tôi hứa nhất định là tôi sẽ khôn mình nhá. Hứa? Thôi, lần này tôi hứa là tôi sẽ khôn thật mà. Bây giờ nhá, tôi sẽ đi tìm cái khôn. Nhưng mà mình phải ở đây đợi tôi nhá. Mình đừng có nhảy xuống. Mà nếu nhảy xuống ấy, thì phải đợi tôi về cho mình cùng chết bạn nhá. Này, sao lại có người ngu như thế này như này, cố tôi lại khổ như thế này. Này, tôi... Anh đừng có nài nỉ tôi nữa. Tôi khôn thật mà. Mày quá thằng chủ nhà, không có nhà. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời. Thúng thì thùng. Trần đời tao không thấy thằng nào ngu như mày. Đây. Lấy trộm cái thúng rồi lấy trộm cái thúng thùng. Này, xít nữa tôi ôm được con chó. Ôm con chó, mày ôm con chó nó kêu ầm làng này thì tôi ôm biết hết. Áo hồng, áo hồng chưa? Mà anh bảo anh khôn, anh chứng minh cái khôn cho tôi xem đi. Chứng minh á? Chứng minh kiểu gì bây giờ nhỉ? Con gà hay là quả trứng có trước? Ê, câu này là mình phải đi hỏi con gà chứ. Mình hỏi tôi làm sao mà biết được. Ui, nhưng mà thôi, vì mình nhá, tôi sẽ đi hỏi con gà xem là con gà có trước hay là quả trứng có trước. Mình ở đây đợi tôi nhá. Gà ơi, gà ơi. Dây, chồng người ta thì đánh bắt dẹp đông, chồng mình thì ở bếp công mông lên đập rồi. Này thì tính chết đi cho xong. Làm gì ở đấy nhỉ? Ôi ôi. Trời ơi, thằng này như vậy thôi. Này, tao để ý thấy bà kia đứng ở cầu ao thế kia. Rồi kiểu gì cũng nhảy xuống ao. Này, cái điệu bộ kia ấy chắc chắn là muốn tự tử rồi. Này vợ nhà nào ở trong làng ấy ngồi chút biết ngồi như sao mày. Mày ngốc lắm. Thế mày không biết đấy là vợ của thằng ngốc à? Vợ thằng ngốc làng mình à? Ừ. Cái thằng đấy tốt người tốt tính. Ừ. Mỗi tội nó ngốc thôi. Hay là bây giờ làm thế nào nhỉ? Bây giờ này tìm cách để cứu người ta. Tìm cách cứu người ta bây giờ cứu cách nào? Đang đứng muốn nhảy xuống ao, chả nhẽ tao với mày ra lại bảo là này chị ơi, chị đừng nhảy xuống ao chết đuối đấy à? Vô duyên lắm. Tất cả nó nằm ở trong cái đầu mình thế này. Mình bây giờ làm thế nào? Nghĩ ra cái cách ở đầu mình thế này. Để như nào, như nào, như nào? Này, tao nghĩ rồi, tao nghĩ rồi. Bình thường hàng ngày mày ngu, thế mà hôm nay thông minh hết vậy rồi. Thế bây giờ mày vào trước đi nhá. Vào trước để tao kiếm cho. Đây. Cái gì may quá. Lấy cái thuốc. Ừ. Đấy. Cầm theo cái đai. Ra. Ra làm cảnh cách. Đi vào đi. Ui, kéo cẩn thận. Thật sự rồi, có sai đâu. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi Vân Châu. Nếu ta sống làm cái gì nữa chứ Linh. Linh.
Này, cô kia, ai cho cô ngồi cái chỗ tôi ngồi hàng ngày câu cá thế hả? Ông đi câu cá? Ờ, thì tôi không đi câu thì tôi ra đây tôi tắm à? Ông đi câu, mà mỗi cần câu, không dây, không lưỡi, rồi cái thúng nó còn rách toang bồng toàng như thế thì ông câu cái gì? Này, trong tất cả các loại thúng thì riêng cái thúng của tôi nó là lành nhất. Thế còn bây giờ đi câu ấy, mà cả dây với lưỡi thì nó lỗi thời rồi. Tôi câu kiểu câu mới của tôi, không cần dây, không cần móc, mà cá nó vẫn ngóc đầu lên. Rồi cũng hiểu nổi. Sao lại lắm kẻ ngốc như thế chứ lị. Này, ra chỗ này ngồi, hoặc là biến đi chỗ khác để tôi còn câu. Dây. Nhanh lên. Câu cá kiểu này bây giờ chứ lị. Không phải thắc mắc, nhìn thế này, cá chuẩn bị nhao nhao lao lên bây giờ. Ây ơi, đúng là ngọc thật. Cứ đợi mà xem. Úi dồi. Ta Yên. Tao đang câu sao mày lại ném đá để cho cá nó đi thế hả? Anh bảo ai bị điên? Mày ấy. À, tôi đi lấy nước. Mẹ bảo là đi ra ngoài ao đình, cầm gạch ném xuống, rồi mới múc nước thì nước nó trong. Mày ném như thế nước có đục chứ nó trong cái gì? Mà ai biết được, ông câu kệ ông câu. Mày gàn quá rồi đấy thằng này. Gàn cái gì mà gàn? Này, ông ngu ra. Để tôi xuống tôi lấy nước. Này, ba bị dở hơi à? Ba ngồi đấy làm gì? Lui ra để cho tôi đi xuống lấy nước đây. Ông dùng cái này để múc nước. Nón rách như thế này thì múc kiểu gì? Múc được hết. Này, bà dở, bà ngồi cầu ao đình làng làm gì? Đi ra chỗ khác đi để tôi lấy nước. Mày gàn quá rồi đấy em. Câu với cả kẹo, nước thì không lấy, câu với cả kẹo. Trời ơi, sao lại bóc như thế này chứ lì. Này. Cái gì? Mày gàn quá rồi đấy. Sao lại gàn? Tao cũng ngờ lại tao lại có cái thằng em nó lại gàn như mày. Trời ơi. Đúng là nhà tôi bây giờ lại sao lại lắm đứa gàn như thế này nhỉ? Này, ông bảo ai gàn? Mày ấy. Ông bảo cả nhà này ạ, ai gàn? Rất nhiều đứa gàn. Tôi gàn, mẹ gàn. Ông bảo cả mẹ gàn à? Tao bảo đấy, tao bảo đấy. Hả? Mày, mày đọc tao. Tao không nhận. Ai ạ? Mày gàn như vậy thôi. Ông không làm, không ăn gì. Đi ra câu, cần câu thì không có lưỡi, có dây. Ông mới gàn. Thằng gàn dở này. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông bị gàn à, bị dở à? Ông nhớ mặt tôi nhá. Ông đánh tôi nhá. Ông đánh tôi nhá. Tôi nói cho biết tôi đánh thằng em ông cho ông biết mặt. Đánh thằng em ông, quanh thằng em, đánh thằng em ông biết mặt. Thôi. Này. Mày nhá, mày bố láo vừa nhá. Riêng mày có anh nó đứng đây mà mày không để mày đánh em nó nhá. Hôm nay tao sẽ cho thằng anh mày một trận. Tôi vợ luôn nhá. Mày đi, tao cho mày một trận. Cho thằng anh mày một trận. Này, nhá. Riêng ai ra kia. Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng có đập của anh tôi nhá. Ông có đánh anh tôi nhá, tôi đánh thằng em ông cho ông biết mặt này. Đánh nhá, đánh nhá, đánh nhá. Ông muốn không, ông muốn không? Tao đánh thằng anh này, tao đánh thằng anh. Ông đập của anh tôi nhá. Tôi đánh thằng em ông, tôi đánh thằng em ông. Trời ơi, hiểu nổi, chứ cuộc đời này sao lắm kẻ ngốc đi chứ lại. Chính ra chồng mình là còn thông minh chán, để về dạy chồng mình từ từ. Mình ơi. Này, tôi về, tôi hỏi cái con gà rồi đấy. Nó đã trả lời làm sao? Nó trả lời là... Đúng rồi, nó trả lời là... Nhưng mà sao? Nó mà nói ấy, thì em về, em thịt luôn cho mình ăn. Thì mình ấy còn thông minh chán. Đi thôi. Chứ là mình ngon chất vinh, mình khôn, trong này còn để ăn thịt gà. Này, mày thấy tao thông minh không? Nhờ cái cách của tao mà vợ chồng chúng nó về với nhau đấy. Bình thường tao thấy mày cũng ngu. Nhưng mà đúng là lần này tao thấy mày thông minh thật. Có mày ngu. Mày ngu. Mày
lại bình thường là mày ngu, mày, mày rất ngu. Mày ngu. Mày ngu. Mày ngu. Mày ngu. Tóm lại là hai đứa đều ngu. Ờ, ngu nhưng mà cũng làm cho vợ chồng chúng nó về với nhau là được rồi. Rồi, đi về. Được rồi. Nhanh lên, không có lão lý trưởng làm lò nữa, cướp mất Trạng bây giờ. Vâng. Bây giờ ta đã là Trạng Nguyên, để xem ai còn dám khinh thường ta nữa không. À không, ai dám khinh thường Trạng đâu. Người Trạng về nhà Lý, kẻ nào dám khinh thường Trạng. Lý tôi tát cho nó vỡ mồm. Dạ đúng rồi đấy ạ, ai mà dám khinh thường Trạng Nô. Trạng Nô cứ bảo em dẹp một phát là chúng nó sợ xanh mắt luôn ạ. Thế mà ta cứ tưởng bao lâu nay Lý trưởng và thằng Hầu khinh thường ta lắm rồi. Ai dám khinh thường đâu, mời Trạng về nhà Lý. Lý sẽ đón tiếp Linh Đình có sơn hào hải vị. Trạng, Trạng nó phải về. Trạng nó phải về nhà tôi. Này, chứ cái lão này ý, nổi tiếng là kẹo kiệt, chắc chỉ cho Trạng ăn cá ươn. Đưa Trạng về thôi. Này, cái thằng Lý Loàng kia, đừng có thấy người sang bác Quàng làm họ nhá. Lão mới là thấy người sang. Mời Trạng về nhà Lý. Okay. Trạng về nhà tôi. Ta cũng không ngờ được rằng đến một ngày hai ông lý trưởng của hai làng bên phải kính nể ta, khâm phục ta. Thằng nào con nào dám đánh Trạng Nô. Trạng Nô, trời ơi là trời, chưa chảy chưa chật ra còn nằm ảnh ra đấy mà ngủ. Anh không biết làm gì ngoài việc ngủ hả? Mình buồn cười thật đấy. Quanh năm suốt tháng, ngày nào tôi cũng sang nhà cụ Lý để làm việc, để phục vụ gia đình cụ Lý. Thế bây giờ Tết nhất sắp đến rồi thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi tí chứ lị. Úi giời ơi, làm như là lắm việc lắm không bằng ý. Mà sao hôm qua đi làm về không thấy đưa tiền cho tôi đi đong gạo? Tôi làm có nửa ngày, nhưng mà sau đấy cụ Lý cụ ấy chê khăm tôi lại chê khăm lại cụ Lý. Thế là sao? Không có tiền.
Rồi ôi là rồi. Mình ơi là mình, tôi chưa thấy ai mà ngốc như mình luôn ấy. Được làm việc với cụ Lý thì phải biết nịnh nọt. Đằng này cứ thẳng như ruột ngựa ấy, đã không khéo thì thôi, còn đòi chơi lại với cụ Lý. Cụ mà ghét trời ấy. Mà cụ không thuê nữa, cả nhà mình ăn cám à. Biết là thế, nhưng mà cụ đã đụng vào cái lòng tự trọng của tôi, đụng vào cái danh dự của tôi, cho nên là tôi không thèm. Không thèm. Cụ Lý nhá, cụ là người có tiền, cụ nói gì, làm gì cũng đúng. Mình đi làm nửa ngày công, không phải là tiền à? Mình định làm không công à? Không phải nói nhiều nữa. Một khi đã đụng vào cái lòng tự trọng của thằng Nô này nhá, thằng Nô này đếch thèm nhá. Tôi không sang nhà cụ Lý nữa đâu. Nhìn mặt cụ tôi ghét lắm. Tôi ngủ tiếp đi. Có dậy không? Không. Có đi không? Không. Này này, không dậy không đi nhá, tối nay tôi cho ngủ gầm giường. Ngủ gầm giường ấy thì còn làm ăn được cái gì nữa. Thôi được rồi, đi thì đi, ngủ cũng không ngon. Rồi. Đòi tiền ngay về cho tôi. Hết cả mình. Chợ xuân năm nay đông vui quá hầu ạ. Vâng. Úi dồi ôi. Cụ đang đi cụ lại dừng lại bất ngờ thế. Nhỡ đâu con đâm sầm vào chân cụ, cụ lại bắt đền tiền con thì chết con. Ô thế tao là chủ hay mày là chủ? Con là chủ cụ. Cụ là chủ con. Này. Dạ. Ông mày phan cho mày cái chứ. Dạ. Ái dạ, cú như phành phạch. Mát nhỉ. Dạ. Mát quá nhỉ. Dạ. Thì nãy giờ mày toàn quạt cho mày với tao. Là đầy tớ của mày. Thôi à, đưa đầy tớ quạt cho chủ nhá. Dạ. Đâu, con đâu dám ạ. Mà cụ cứ sai luôn là mày quạt cho cụ. Cụ lại còn mày đặt hỏi ai là chủ ai là tớ nữa. Mày thì đặt quạt đi. Vâng. Quạt mày cho. Mà cụ ơi, tí nữa lên chợ huyện, cụ cho con xin một hào để con uống nước. Chứ con khát khô hết bổ rồi. Chứ mày chịu khát sao nó kém thế. Tí nữa đi qua sông, vụt đầu xuống đấy mà uống, đỡ tốn một hào. Cái thằng này. Đúng không, cụ Lý trưởng, nổi tiếng keo kiệt, không sai một tí nào. Hả? Mày bảo ai keo kiệt đó? Hả? Không, con đâu có dám ạ. Cô đi. Dạ vâng. Này, mày cứ nói lằng nhằng nhá. Lát nữa mà qua bến đỏ á, tao đi đò, còn mày phải bơi đấy. Ê, dạ không. Hầu ơi. Dạ. Hình như thằng Nô kìa. Dạ. Đúng thằng Nô rồi. Hôm qua tao bảo nó cày mấy thửa ruộng chưa trả tiền cho nó, chắc nó gặp tao nó đòi tiền đấy. Mày bảo là tao đi họp với quan trên nhé. Bảo nó tao đi họp. Dạ vâng ạ. Hầu à. À. Thế đi đâu đấy? À thì tôi đi mua sách bút cho cụ Lý. Sao đấy? Cụ Lý á? Ừ. Thì gì đấy? Cụ Lý đâu? Cụ Lý đi Tết quan huyện từ sáng rồi. Mà ông hỏi cụ làm gì? Nhiều. Hôm qua tôi cày cho cụ Lý mấy thửa ruộng, nhưng mà quên chưa lấy tiền. Hôm nay là muốn gặp cụ Lý để lấy tiền thôi. À, cụ không có nhà đâu. Đến nhà tìm cũng vô ích thôi. Ừ. Thế được rồi, thế để tôi đi tìm chỗ khác vậy. Thế để cháy ra đi. Cụ ơi, nó đi rồi cụ ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Mà gớm, có mấy hào cụ không giả dứt điểm nó đi. Để nó cứ đòi như thế này xong rồi đi trốn như thế này có phải nhục không? Thằng này, mày cứ làm như tiền của tao như là vỏ hến à. Cô đi. Dạ. Trời trong xanh, nước trong xanh. Cụ ơi, có khi là trời sắp bão rồi đấy cụ ạ. Cái mày hâm à? Gần Tết làm gì có bão? Bão thì ai đi sắm Tết? Mày, bao đời nay có bao giờ Tết mà có bão đâu? Bởi vì con thấy là từ lúc con về nhà cụ ở đến bây giờ,
cụ mới bỏ giấy bỏ bút ra để mà đối thơ. Thế thì chả sắp có bão ở cụ. Mày chưa hiểu được tài của cụ đâu. Mày hiểu chưa? Với cái tầm như mày, không phải là để cụ nói chuyện về văn chương. Hiểu chưa? Mày thích nghe thơ của cụ không? Con có ạ. Mày có thấm được thơ không? Thì mới nghe được. Con có chứ ạ. Trời trong xanh, ở dưới có mấy cái cây lơ thơ. Ôi, nghe chẳng vào tai thế nào cả. Nó cứ ngang ngang kiểu gì. Ôi, chứ nó ngang là vì tao chưa làm hết cho nên nó chưa thuận. Mày, mày đi ra kia đi. Mà con cũng chẳng muốn ở đây. Cứ ở đây nhìn cụ ngoáy như là gà bới, đau hết cả mắt. Xuống đây, bố láo bố tuyết mình viết chữ mà nó bảo mình là ngoáy chứ. Thằng này sao lạ, cứ như ngoáy cắm lợn như mày. Ôi, cái gì đấy? Thằng Nô nó đến kìa. Ôi, thằng Nô nó đến đấy. Vâng. Sáng nay tao đã tránh mặt nó rồi cơ mà. Nhìn để cụ buồn cười thật. Tết nhất đến nơi rồi, nó cũng phải đi đòi nợ để nó còn sắm Tết, lo cho vợ, lo cho con nó chứ. Mà cô ơi, thôi có hai hào trả cho nó đi, chứ suốt ngày trốn chui trốn lủi nhục lắm. Tao sẽ trả chứ tao có quỷ đâu. Sang năm tao trả cũng được mà. Mày ra, mày ra ngay ngoài đấy, bằng mọi cách chặn nó lại, tao trốn. Này Nô, đi đâu đấy? Này Hầu, đây là nhà ai? Nhà cụ Lý. Chị đến gặp cụ Lý chẳng nhẽ đi gặp Hầu à? Cụ Lý đâu? Hả? Ê, cụ lại đi vắng rồi. Cái gì? Thế cụ đi đâu? À thì cụ đi công việc. Đi từ sớm rồi, chắc là cụ lên trên quan huyện. Mà ông cũng biết rồi đấy. Tết nhất đến nơi chắc là cụ đi lo mấy cái việc hối lộ con trên đi mà. Đi hối lộ á? Ừ. Ôi dồi ôi, có tiền đi hối lộ. Thế mà thuê thằng Nô này cày ruộng có mấy hào thôi mà vẫn không giả là như nào? Ai mà không giả hả? Ai bảo là cụ không giả? Thì đòi mấy ngày nó đã giả đâu. Đấy ấy, là do ông chưa gặp được cụ. Ông hiểu chưa? Có trách ấy, là phải trách số ông. Tại sao không có duyên gặp được người cần gặp? Người ta đã bảo rồi, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Ủa văn chương của Hầu lai láng nhỉ? Thì chứ sao? Văn chương lai láng như cái máng lộn. Làm gì đấy? Ai rồi? Có mặt quá. Này! Này! Đã bảo là cụ không có nhà rồi, cứ sộc. Nhìn đi, thấy chưa? Chữ vẫn chưa ráo mở. Phải công nhận đấy, trần đời chưa bao giờ mà thấy cái chữ của ai viết nó lại xấu như thế này. Ôi rồi hả, trời trong xanh mà lại đối với cả đất đen thui, vớ vai vớ vẩn thật sự luôn. Mày suýt gì mà suýt, tôi nói thật với ông nhá, cái chữ này này, ôi rồi nét không ra nét này, ôi rồi còn lằng ngoa lằng ngoằng này, không bằng cái đứa con nít gần nhà tôi, thật không bằng cái đứa trẻ con lên ba ấy, tôi nói thật chứ. Mày cái thằng Nô kia, mày bảo chữ tao viết thế này mà mày lại chê tao là không bằng cái đứa trẻ con lên ba là thế nào hả? Thằng con này Hầu. Ai đây? Cụ Lý chứ còn ai. Ông cụ Lý à? Thế mà con cứ tưởng là cụ Lý đang lên kinh đi hối lộ đấy. Thế hóa ra là cụ Lý ở nhà à? Tao nói cho mày biết nhá, tao rất nhiều chữ. À thế ạ? Dạ. Chẳng qua là tao chưa thích viết thôi. À, con biết mà, cụ Lý là người có ăn có học. Cụ Lý là đi vào thì hào hoa mà đi ra thì phong nhã. Cụ Lý là nợ con hai hào mãi chưa giả thì cho con xin cụ nha. Bây giờ cụ không giả cho con về là con vợ con nó nhai sống con luôn đây này. Tao có nói là tao không giả cho mày đâu. Nhưng năm nay nó khó khăn. Sang năm tao giả cho mày.
sang năm hả cụ? Sang năm cụ mới giả cho con gì? Đúng không? Đúng không? Có phải thế không? Thôi cụ ơi. Hả? Cả làng cả tổng ra đây mà xem này. Cụ Lý nhà nợ thằng Đô này có hai triệu thôi. Thôi ngay, thôi ngay. Thôi cụ ơi, cụ ơi, cụ trả cho nó đi. Chứ cái thằng này nó dai như đỉa ấy. Tết đã đến nơi rồi, nó mà đến mấy hôm Tết thì mất dông. Mày bịt mồm lại. Cụ khắc trả. Ai hào? Ai hào của mày đây? Ông giả cho mày nhá. Hả? Hết nợ nhá. Con xin cụ. Không liên quan gì đến nợ nần nhá. Hết nợ cụ nhá. Ừ. Bớ làm nước ơi, chứ cụ Lý xấu như gà bớ. Bớ làm nước ơi, chứ cụ Lý xấu như gà bớ. Mày tiên sư thằng con dài. Chắc là mình giết tao. Tôi xin xuống đây. Có gì không nên không phải. Giận dỗi gì chồng thì nói với tôi. Chứ mình đừng bỏ tôi mình đi. Tôi xin mình xuống đây. Rồi con sỏ lá. Tôi không có nhà nó sang lợp mãi. Rồi nó lợp luôn. Đừng dậy. Đi sang nhà nó thìn. Ba mặt một nhời rõ ngô rõ khoai là không xong với tôi đâu. Con gà cục tác lá chanh nghe con lợn ổn ỉn mua hành cho tôi. Ôi, định đi đâu đấy? Này, chịu khó ăn vào nhé. Anh nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa. Xuân này ấy, là phải đá thắng đấy. Màu đỏ lắm rồi đây này. Vẫn còn ngồi đây vần gà. Úi giời kiếp, xuất hiện như một bóng ma. Phải vần gà chứ. Nghề chính của tôi là phải gần vần gà, chăm cho nó trơn lông mượt da, nó khỏe, đá nó mới thắng được. Phải vần gà, chẳng lẽ tôi vần bà. Mà tôi nói thật đấy bà nhá, cứ phải chăm nó thì nó mới khỏe nhá. Như bà ấy, bà có chăm tôi đâu, bà có vần tôi đâu, nên là tôi yếu thì lại chê. Phải vần, phải chăm sóc mới khỏe được chứ gì. Yếu thật lại còn nói cái gì hả? Thôi được rồi. Cái việc chăm gà ấy, để đến Tết mà có cái ông vui xuân thì tôi cũng là đồng ý. Nhưng mà cái việc thứ hai ấy, là tôi giao cho ông cày bừa ruộng nhà mình ấy. Ông đã làm chưa? Chưa cày. Cái gì? Ôi dồi ôi, làng nước ơi. Ông nhìn đi, ruộng nhà người ta cái kia, người ta cày bừa hết rồi. Để mà nước vào để đến vụ đông xuân, người ta gieo mạ, người ta cấy. Thế còn ruộng nhà mình vẫn còn nguyên à? Làm cái gì mà cứ toáng lên thế? Không cày trước thì cày sau. Làm cái gì mà cứ làm toáng lên thế? Ôi dồi. Thế mình là người nông dân,
Mình không đi cày đi bừa thì lấy cái gì mà cho vào mồm? Thế ông không làm thì ai làm? Không làm thì làm cái gì? Thế bây giờ ruộng như thế ông có làm không? Tôi không làm. Thế bây giờ ông không làm thì ai làm? Cái việc cày là của cái thằng thợ cày nhá, không việc của tôi. Hả? Ôi dồi ôi, mình là nông dân, mình là người nông dân thì mình phải đi cày đi bừa thì mới có cái để mà làm. Thế ông không làm thì làm cái gì? Tôi vần gà. Hả? Tôi chăm gà. Rồi. Đấy, ông cứ đi vận gà của ông đi nhá. Tôi đi về bên ngoài. Đi đi. Tưởng sợ lắm ấy. Có em rồi ấy, anh chả cần ai. Cứ khỏe, đẹp, đá thắng là được rồi. Phải không? Ai? Ôi dồi ôi, Mình ơi, Mình ơi. Gì thế? Mới sáng cái ra chu chéo cả lên. Có để cho gà của tôi ngủ không? Em biết rồi, nhưng mà mình nhìn đi. Cái gì? Cái này này. Cái trống. Vâng. Sao? Ôi trời, cẩn thận thôi. Mình thấy nó bị làm sao không? Thì nó hỏng chứ sao? Vâng, hỏng thì làm sao ạ? Hỏng thì sửa. Nhưng mà sửa rồi, nó vẫn hỏng. Thì hỏng cái mới, có cái gì đâu mình. Vâng, thế thì bây giờ mình ra ngoài bờ sông, mình chặt cho em cây tre về để đóng cái trống mới nhá. Sao lại là tôi? Tôi việc gì phải đóng? Mình đi mà đóng. Mình hay nhở. Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao mà tôi đóng được? Trong khi nhà này mình là đàn ông, thế mình không đóng thì ai đóng? Không phải việc của tôi nhé. Đóng cái trống này là việc của cái thằng thợ mộc, chứ không phải là của tôi. Thế sao lại là thợ mộc? Ông không đóng thế bây giờ ông làm cái gì? Cái việc của tôi là đi chăn gà, chăm sóc cho nó tốt để Tết còn vui xuân nhá. Không phải việc của tôi, việc của thằng thợ mộc. Ôi dồi ôi, ông nhớ nhá, không làm được cái việc gì cả. Xì. Ôi mình ơi, mình ơi, tôi xin xuống đây, có gì không nên không phải, giận dỗi gì chồng thì nói với tôi, chứ mình đừng bỏ tôi mình đi, tôi xin mình xuống đây. Ông bị làm sao đấy? Mình đừng tự tử, xuống đây tôi bảo. Đỡ, mình làm tôi hết cả hồn, đây rồi. Ôi trời ơi, em run quá. Rồi, ra đây. Tự nhiên này, trèo đến em gì? Rồi ôi, lần sau ấy, có cái gì không nên không phải, giận dỗi gì thì nói với tôi. Bỏ ngay cái ý định, bỏ tôi bơ vơ một mình mà đi nhá. Cái gì? Ông bảo cái gì? Ông nói lại xem nào. Ý ông bảo tôi là tự tử á? À, ông rủa tôi đúng không? Ông rủa cho tôi chết sớm đúng không? Này nhá, dù tôi có chết đi, tôi cũng sẽ làm vong để bám theo ông, để ông không lấy được vợ hai, ông nhớ chưa? Cái đang yên đang lành, trèo lên trên mái làm gì? Người ta đảo lại cái mái à? Sắp tới dông bão mới về, mà không đảo lại cái mái, mưa ướt rột thì làm sao? Vợ anh đúng là lo toàn chu đáo, lo xa nhỉ? Dây ơi! Nhưng mà tôi nói cho mà biết nhá, tôi là tôi cấm leo trèo trên đấy. Ngã một cái thì làm sao? Hả? Khổ ai? Thì em cũng chỉ đảo lại cái mái thôi mà. Đảo lại cái mái thôi mà. Cái mái kia không quan trọng với cái mái này. Thế? Cái mái này mà có vấn đề gì thì khổ ai? Khổ tôi. Tôi lại phải chăm sóc. Thế cái mái này quan trọng thế à?
Thế chả quan trọng, thì cái máy nào quan trọng hơn? Thì em cứ tưởng là mình chỉ quan tâm gà thôi, không quan tâm em. Tôi không quan tâm mình, thì ai quan tâm mình? Lần sau nhá, cấm đấy. Rồi, em nhớ rồi. Nhớ đấy. À này, mình đi đâu đấy? Đi đâu á? Đi đâu còn lâu mới nói. Cái gì? Đi đâu mà không nói á? Ô, thế vừa nãy mình nói cái gì với tôi nhỉ? Nói cái gì? Vừa nãy nói cái mồm leo lẻo nói là thương tôi, nào là quan tâm tôi. Thế thương tôi, quan tâm tôi mà lại đi như thế à? Thế là không thương mình rồi. Thương chứ, không thương mình thì thương ai? Thế bây giờ phải thế nào? Nếu mà thương tôi thì lên đảo cho tôi cái mái nhá. Cái gì? Tôi đảo làm sao được? Ô, thì vừa nãy mình bảo là mình thương em, mình không cho em lên đảo mái thì mình phải lên đảo chứ. Cái gì? Tôi đảo làm sao được? Ô, thì bây giờ trong nhà này có mỗi em với mình, em là phụ nữ thì em không làm được rồi, thì mình phải làm chứ. Cái việc đảo với ngói là cái việc của cái thằng thợ này. Tôi đảo làm sao được? Thế bây giờ mình không đảo thì mình làm cái gì? Làm cái gì? Cái việc của tôi ý, là chăm gà cho nó tốt, cho nó ăn, cho nó uống, cho nó khỏe. Thôi, tôi đi cho gà ăn đây. Cả ngày không cho ăn gì rồi, nó mới yếu, tết chả có gì chơi. Trời ơi, cái ông kia. Ôi trời ơi, có ai khổ như tôi không? Chị Mùi ơi, chị Mùi ơi, anh ạ, bác gái có nhà không ạ? Cô Liễu sang chơi à? Dạ. Nhà tôi gia đình nghe hát rồi. Ôi trời ơi, bác đi gia đình nghe hát à? Ừ. Ôi sao mà số sướng thế cơ chứ, trả bù cho em đây, việc gì cũng đến tay. Thế chú nhà không giúp gì à? Ôi trời ơi, chồng em ý chỉ có mà ở nhà rồi thả diều thôi ạ. Thả diều? Vâng, không thả diều thì cũng đi khoét sáo ạ. Ôi trời ơi, chú nhà sướng thật ý. Trả bù cho tôi, việc gì cũng đến tay, từ việc nhỏ việc to, việc gì trong nhà là tôi làm tất. Nhà tôi có làm gì đâu. Ôi trời ơi, thế ạ? Đấy, chính ra em với bác là cùng cảnh ngộ đấy. Đúng ra là em với bác là phải... Phải gì? Thôi. Này, ông già đã sắp đặt rồi. Nồi nào úp vào vũng đấy. Dạ. Ê, chú, cô chăm thì phải lấy được chú lười. Tôi chăm thì phải lấy nhà tôi là không đảm. Dạ. Ê, cô chăm mà lấy được cái chú nhà cô cũng chăm thì có nhà cô tất à? Vâng, bác nói cũng đúng ạ. Thế hôm nay sang có việc gì? À khổ. Thế này bác ạ, lúc nãy em đang giã... Giã gì? Giã gạo ạ. Thì đang giã gạo thì em bị gãy mất cái chày. Ôi dồi, gãy cả chày? Vâng ạ. Cái tay nhỏ xíu như thế này mà giã gãy được cả chày. Cô khỏe thật đi. Đấy thì khổ, việc gì cũng đến tay em mà lị. Thế nên là em sang đây mượn bác cái chày ạ. Chày nhà tôi hỏng rồi. Ô, thế chày nhà bác cũng hỏng hả? Ừ. Thế bác chưa làm chày mới ạ? Chưa, hỏng có cái gì đâu. Tí tôi bảo nhà tôi. À, tôi hỏi nhà tôi xem thích cái chày to hay cái chày nhỏ. Tôi làm ngắn cái là xong đấy mà. Dạ, thế vậy thì em chờ bác làm xong chày rồi em mượn ạ. Ừ, chày không còn, bây giờ chỉ còn cối rồi, có mượn thì cho mượn luôn. Thôi, cối nhà em vẫn còn cái kìa, của nhà bác tất ý. Thôi, cối ở nhà nào, nhà ấy giã, nhà. Vâng, thế xin phép bác em về. Cô lại nhà. Dạ. Ơ Minh, Minh ơi, cái gì đi Minh? Cô Liễu cô sang. Cô Liễu sang làm gì? Sang vai gạo. Này, nhìn thấy mà lười. Nhà đầy thóc không dã, đi sang vai gạo. Thì mình có cho vay không? Cho vay không? Tôi có phải hàng sáo đâu mà cho vay. Đâu mà cho vay? Làng nói là chăm lắm cơ mà. Ơ kìa. Gà ấy đá là phải thế nhá, lần sau cứ thế mà đá cho anh, không uổng công anh chăm sóc em bao ngày cho ăn vần. Úi dồi,
Gà ơi, trọng mới nè. Ôi dồi, mái ngói cũng đảo ra rồi đây. Gà thấy chưa, vợ anh giỏi chưa? Ê, em ấy là cũng phải giỏi như vợ anh. Đá trận nào phải thắng trận đấy. Đá thắng là anh sẽ ngợi khen. Bây giờ anh khen vợ anh trước. Vợ ơi, vợ, vợ ơi. Đây. Ra anh bảo này. Dạ. Này. Sao hôm nay vui thế? Vui chứ, tôi thắng đá gà. Ôi thế á? Nhưng mà về đến nhà còn vui hơn. Vợ anh giỏi quá, đóng được cả trống, lợp được cả mái nhà. Mai á, anh phải đi khoe khắp làng. Tôi lấy được một người vợ đảm đang, làm được từ việc nhỏ đến việc to, việc gì cũng làm được tất. Thôi, không phải khoe đâu. Bởi vì mấy cái việc này có phải là em làm đâu. Ồ, thế chẳng mái nhà mình thuê thợ nẻ à? Không ạ. Còn trống mình thuê thợ mộc. Ai cũng không luôn ạ. Thế ai đóng? À, mình có biết bác Thìn không? Cái lão Thìn hàng xóm nhà mình chứ gì. Đúng rồi đấy. Rõ khổ, mồ côi vợ bao nhiêu năm nay. Úi giời, nói mồ côi vợ cái như mồ côi mẹ. À không, thì ý em cứ nói như thế. Tức là bác ấy không chịu đi thêm bước nữa. Trong nhà chả có bàn tay của người phụ nữ. Mà nhìn bác ấy có đến nỗi nào đâu. Người cũng vâm vâm, cường tráng như thế làm gì. Có muốn đi bước nữa thì cũng chả ai người ta dám lấy. Ô sao ạ? Nhìn cái mặt vừa gian vừa đẻo. Mặt thì mắt cá chảy. Lại có hai cái râu ria dê thế này. Ai người ta dám lấy. Này nhá, mình đừng có nói người ta như thế nhá. Đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong. Trông bác ấy như thế thôi, nhưng mà bác ấy tốt tính lắm đấy. Tốt, tốt cái gì mà tốt? Đây, cái ngói nhà mình nhá, là bác ấy sang đảo lại cho đấy. Cái cháu mà ông đang ngồi đây này, là cũng bác ấy đóng cho đấy. Còn thửa ruộng nhà mình ấy, ông không cày bừa, là bác ấy cày bừa hết cho nhà mình đấy à. Ừ, kể thế thì cũng tốt thật mình nhỉ. Ừ. Mà mình phải trả công cho bác ấy chứ. Tôi cũng bảo trả, nhưng mà bác ấy có lấy đâu. Không lấy. Bác ấy bảo là trả bằng cái khác. Trả bằng cái gì? Thì bác ấy bảo là, một là giúp bác ấy vá lại cái áo vì bác ấy không có vợ. Hai là bác ấy cũng lâu rồi chưa được làm chồng thì giúp bác ấy làm chồng. Ừ, thôi thì giúp bác ấy vá cái áo cũng được. À không, em có phải là thợ may đâu. Cái gì? Tôi chết rồi. Ôi trời. Này này, thế là giúp bác cái việc hai à? Dồi ôi, con sỏ lá. Tôi không có nhà nó sang lợp mãi, rồi nó lợp luôn. Đừng dậy, đi sang nhà lão Thìn, ba mặt một nhời rõ ngô rõ khoai là không xong với tôi đâu. Khoan, việc gì phải đi sang đấy? Bác thì ở trong buồng cơ mà. Ôi dồi ôi, lại còn dám vào cả buồng nhà mình à? Ôi dồi, giết tôi. Đấy tôi đây, có gì mình đi thôi. Nói với nhau. Lão đây đây, lão đây. Ôi dồi ôi, bình tĩnh. Lão sang nhà tôi lập mái nhà, đóng hộ trống, xong thì làm chồng cho tôi luôn à? Hôm nay là không xong với tôi đâu. Ôi mình ơi, tránh ra. Mình ơi, hiểu nhầm mình rồi. Mình. Ôi giời ơi, đất ơi, có ai khổ như tôi không? Nó còn bênh nhau trước mặt tôi này, trời ơi. Rồi có ai khổ như tôi không? Tất cả là tại mình ấy. Lại còn đổ lỗi cho tôi nữa à? Mình xem. Trong cái gia đình này, mình là chồng, mà mình đã làm được cái gì chưa? Hay là mình chỉ suốt ngày quan tâm đến gà thôi? Con gà nó đói thì mình lo, con gà nó rụng lông thì mình xót. Thế còn em, mình đã biết là em khổ sở như thế nào, em làm những gì cho cái gia đình này. Em là con người, em cũng có cảm xúc chứ. Em là phụ nữ, em cũng muốn mình được quan tâm, được chồng chăm sóc, được chồng bao bọc. Thế nhưng mà sao? Bao nhiêu việc trong cái gia đình này, việc gì cũng đến tay em. Mình có làm được gì cho em không? Mình có giúp được gì cho em không? Nhưng mà dù có chuyện gì, mình cũng không thể làm như thế được. Tại sao mình lại làm như vậy? Này, tôi nói cho chú biết, chú hiểu sai rồi. Giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì cả. Cái mái này thì tôi sửa, còn cái trống này là thợ mộc đóng. Hôm nay tôi sang tôi sửa cái chân giường. Còn chú có biết mấy mẫu ruộng kia là một tay cô ấy cuốc không?
mà cái việc ấy đáng nhẽ là của chú. Chú thì suốt ngày gà, có để ý đến gia đình đâu. Tôi, hoàn cảnh của tôi chú biết rồi. Vợ mất sớm, trong gia đình rất cần bàn tay của một người phụ nữ, một tiếng nói, một việc làm, nó ấm cả gia đình lắm. Cho nên tình cảm vợ chồng rất thiêng liêng. Tôi không bao giờ phá vỡ tình cảm thiêng liêng đó của cô và chú. Còn giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì. Tôi về. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Đừng giận anh nữa nhé. Anh hứa với mình, từ nay anh không có đá gà đá qué gì nữa. Anh sẽ chăm lo cho gia đình, giúp đỡ mình nhiều hơn. Việc từ giờ đến Tết có cái gì anh làm tất, mình không phải làm gì cả. Có thật không? Anh hứa mà, đừng giận nữa. Anh thương mình lắm. Thôi rồi, thế bây giờ ngồi đây để tôi xuống tôi sắp cơm. Mình cứ ngồi đấy, để tôi dọn. Từ giờ đến Tết, mình không phải làm bất cứ một việc gì cả. Mọi việc để anh làm tất nhá. Mà thích đẻ thêm một đứa nữa, mọi việc đã có anh lo toan nhá. Anh đi dọn cơm. Hả? Mình tìm cái gì đây? Con gà của anh chạy đâu mất rồi nhỉ? Cái gì? Ôi tôi chết rồi. Mình ơi, mất con gà rồi. Tìm cho anh, mất là chết giả đấy. Tôi gà đâu rồi, gà đâu trời rồi. Trời ơi, ơ kìa, thế lại gà. Thế là đâu vẫn đóng đấy à?